Nhưng Đức đọc một cái tờ giấy mà niệm Phật niệm Bồ Tát mà có những cảm ứng đặc biệt, quý vị. Khi chúng ta nghe qua những câu chuyện thật 100% này, để bản thân mình học Phật càng tăng tính tâm khi gặp những sự trở ngại, bệnh đau, thì nhờ những khóa tu để chuyển hóa nghiệp lực cho chính mình, nghiệp chướng cho mình, để mỗi khi chương trình chúng ta tổ chức khóa tu như sắp đến đây 30/4, 1/5, nghỉ được 5 ngày từ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư này, chúng ta sắp xếp rủ người đi tu để cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, nhờ cái quay lực của đại chúng mà chuyển hóa được gia đình của mình. Và trong thời cuộc này nhân sinh nhiều kiếp nạn, chúng ta cũng có một ngôi chùa chuyên tu, mình về mình nương tựa, mình tu để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa trong thời điểm này, thời tiết nóng nực, hạn hán, nhiều nơi cũng thiếu nước, mọi người chúng ta xài nước cũng phải tiết kiệm lại một chút. Và mình mỗi ngày tu hành cũng hồi hướng cầu nguyện cho có nước đồ chúng sanh được dùng. Có một số tỉnh thành người ta bị thiếu nước rất là khổ. Chúng ta một ngày không có nước sẽ khổ cỡ nào. Nên mỗi người mình dùng nước nhưng đừng phí phạm, để mình đem cái phước mà mình có nước uống để mình hồi hướng cầu nguyện cho nhiều nơi người ta có nước uống. Nhớ nghe quý vị, mình phải có tâm đó đó. Còn khi gót nước uống thì gót đủ uống, uống cho hết, đừng nên uống phân nửa, hắt phân nửa, đó cũng là tâm phí phạm. Nhớ kỹ. Như Đức đọc mà câu chuyện cô này niệm Phật niệm Bồ Tát mà có những cảm ứng rất là đặc biệt, quý vị. Con cảm ơn thầy đã giúp con tin sâu vào Phật pháp. Năm ngoái lại 3000 lại, trước một ngày đi lại con bị đau lưng, đau mà con không đi thẳng lưng được luôn. Con nghĩ làm và xuống bệnh viện, khám thì bác sĩ nói con bị đau dây thần kinh lên sườn, không được vận động mạnh, đi lại hạn chế thôi. Con cầm tờ xét nghiệm siêu âm trên tay mà con buồn lắm. Về nhà thì mẹ chồng và chồng con, các cô khuyên đau như vậy thì đừng đi lại, mà lại đến 3000 lại chắc chịu không nổi đâu. Nhưng thầy ơi, con quyết định không uống thuốc và con có kháng nguyện với mẹ Quán Âm gia hộ để con đủ sức khỏe để đi lại. Thì khi lại con cũng có bị đau lưng nhiều và bị ra huyết nữa, thì con quyết định không bỏ cuộc. Khi lại xong 3000 lại, con có nguyện với mẹ Quán Âm gia hộ cho con được chay trường. Và khi về nhà con đã trường chay được. Mà cảm ứng nữa là về tới nhà con không còn bị đau lưng gì hết, khỏe mạnh như bình thường luôn thầy ơi. Con vui lắm, hạnh phúc và biết ơn thầy. Từ ngày đó đến nay con đã trường chay và chưa một lần nào con thèm đồ mặn nữa. Bản thân con bị thiếu máu nặng, nhưng con tin con ăn chay trường thì con sẽ hết bệnh. Con nguyện một đời này ăn chay niệm Phật cầu sanh cực lạc. Con biết ơn thầy và con biết ơn cô Diệu Tiết đã hỗ trợ cho con tín tâm nhiều vào Phật pháp. Bây giờ mỗi tuần con đi phóng sanh và tu một thờ cùng đạo tràng Phật tử Bình Dương. Con cảm ơn thầy rất nhiều. A Di Đà Phật. Con mong thầy thấy tin nhắn của con để con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy.
Về chùa gặp thầy mà con không đủ duyên để được gặp và nói chuyện trực tiếp với thầy. Vì thấy rằng là tinh Phật Bồ Tát đem sinh mạng mình ra cá cược, cuối cùng có những cảm ứng đặc biệt, bất khả tư nghị. 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm như Đức từng tổ chức, có rất nhiều người có nhiều cảm ứng vô cùng là đặc biệt. Nên như Đức nói với vị nghe là một cái hội chúng nó có một cái quay lực lớn lắm. Nên trong kinh Đức Phật dạy là đức chúng như biển cả mênh mông. Có những cái bệnh đau gì, có khi chúng ta cộng lực để tu tập, niệm Phật, lễ Phật, hoặc niệm Bồ Tát, lễ Bồ Tát, nghe pháp thông tâm. Nhớ kỹ, nghe pháp thông tâm, phát tâm niệm Phật, có sự chuyển hóa đặc biệt lắm. Giống như có một cái cô này, chồng của cô bị mang án tử hình, nhưng cô phát nguyện niệm Phật, ăn chay, tu tập, cầu nguyện. Sau này chồng của cô được chuyển hóa đặc biệt. Và sau này khi chồng cô được sự chuyển hóa như vậy, khi được về nhà thì chồng cô lại kêu cô nghỉ ăn chay, nghỉ niệm Phật. Cô nhắn tin cô hỏi: dạ thưa thầy, thầy có, thầy dạy con, chồng con bây giờ kêu con nghỉ ăn chay, con phải làm sao? Những đức nói rằng câu chuyện nghịch duyên thì chuyện đó người đó có thể làm được, còn chuyện của mình, bản thân mình phải nuôi huệ mạng cho mình, phải nuôi huệ mạng cho mình. Chuyện ăn chay của mình cũng không trở ngại gì cuộc sống trong gia đình, bản thân mình phải duy trì cái huệ mạng của mình, căn tính mình không được như người xưa. Khi bản thân mình ăn mặn, huệ mạng mình càng ngày càng giảm đi. Cô cứ duy trì chuyện ăn chay của cô, vì chính người chồng bị những sự việc như vậy, chính mình ăn chay niệm Phật cầu nguyện, có sự chuyển hóa đặc biệt. Như vậy mà còn không biết kính tin Phật Pháp, cảm ơn Phật Pháp, mà còn bắt vợ nghỉ ăn chay. Nếu như mình làm theo, không khác nào mình tạo tội nặng cho người đàn ông này duy trì cái tâm ăn chay. Câu chuyện nghịch duyên thời điểm đó người ta làm được, mình bây giờ ăn thịt tức khắc thèm thịt, mất đi cái tâm ăn chay, mất đi cái tâm tu hành. Đây mới là tác hại cực kỳ lớn. Mỗi người khi gặp Phật Pháp, nếu như chúng ta nghe Pháp mỗi ngày thông tâm, tin sâu vào nhân quả, gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, dù gặp sự cố gì cũng duy trì niệm Phật, tin vào bổ nguyện niệm Phật, tin vào Phật lực gia trì, gây dựng cái lòng tin. Như câu chuyện như Đức vừa đọc lá thư cô đã viết, tu hành người ta chuyển hóa rõ ràng. Phật Pháp có nhiều cái cực kỳ vi diệu, rất là nhiều việc ly kỳ trong Phật Pháp, không thể nghĩ bàn. Nên mỗi người mình học Phật không phải đi chi tìm cái sự cảm ứng đó, mà chúng ta chỉ cần có lòng tin ngay Phật Bồ Tát, sống thiện tâm, sống có tấm lòng chân thật, hết lòng nhiệt tình niệm niệm vì người, không có tâm tổn hại ai, thì vì học Phật có rất nhiều sự cảm ứng cực kỳ thù thắng. Nên nhớ, mọi người chúng ta phải tích duyên tích phước. Thời điểm lúc này hạn hán nóng nực, một số nơi ở miền Tây bị cạn kiệt nước, phải đi xin nước uống. Chúng ta mọi người nghe đạo có tấm lòng, cầu nguyện cho có nước uống. Và mọi người chúng ta khi uống nước không phí phạm, khi xài nước không phí phạm, đừng có tâm đó. Tắm giặt dùng đủ đừng phí phạm, vì nhiều người không có nước cực kỳ khổ. Như chùa mình nếu một ngày không có nước thì bị coi dơ cỡ nào chứ,
lâu lâu máy bơm bị ảnh hưởng, dơ cỡ nào chứ. Nên mỗi một người mình phải tích cái phước. Phước có thì mình hưởng hoài, hưởng không hết. Nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ của họ làm gì tổn phước. Họ không hiểu quý vị à. Những người này thì thôi tùy duyên họ đi. Giống như không hiểu nói gì vậy. Giống như một người không nghe, không nghe tiếng nói thì có nói cũng có nghe đâu, khỏi cần nói làm chi. Trong nhà Phật gọi là nhất xiển đề, thiếu thiện căn. Họ nghĩ của họ tạo ra thì họ dùng cho làm gì, họ tổn phước. Đến khi phước họ tổn họ cũng không biết vì sao. Dù vô minh che lấp chúng ta phải chịu thôi. Nên á, những đức nhắc toàn thể đại chúng từ trong chùa cho đến Phật tử bên ngoài, như riêng ở chùa mình số lượng rất đông người, mà nước mình vẫn có uống. Nhưng đừng vì ngay cái chỗ mình đang có uống nước, nước mình được xài thoải mái mà phí phạm. Bây giờ một số tỉnh thành người ta không có nước uống, một số người trên núi người ta không có nước uống, xuống đi xuống đất liền đi xin nước uống. Nước đang cạn kiệt, thời tiết đang hạn hán, nóng nực vô cùng. Nên những đức thông báo cho tất cả đại chúng trong chùa mình và Phật tử, mỗi người phải có tâm tu hành cầu nguyện cho nơi nơi người ta có nước uống. Và chính bản thân mình không được xài phí phạm nước. Như người trong chùa mình, quý vị có làm cái gì đâu, dơ giấy gì quá đâu mà quý vị giặt đồ đổ nước ào ào. Nếu có cái tâm này, một ngày nào mình sanh đến nơi mà không có nước uống, hoặc nó điều trị chuyển cái cảnh sống của mình đi đến cái nơi khô cằn sỏi đá, không có nước uống, đừng nên xài phí phạm. Rồi van dặn nước, mình dặn mình cẩn thận, vị trí chiều nào dặn tới chiều nấy, đừng có tùy tiện dặn ngược, mình dặn mình bẻ cho gãy rồi người ta thay. Đồng tiền của chúng sanh khắp nơi cũng nhiều, cũng từ mồ hôi nước mắt người ta chảy ra, máu chảy ra, người ta cúng dường cho mình xài phải nhận thức. Từ đồ đạc xe cộ chạy tùy tiện, xăng cộ bánh xe hư, xe hư mình cũng tổn duyên tổn phước của mình phải cẩn thận. Xe thì đậu đừng để ngoài nắng, nói dù xe điện đi chăng nữa, hư bánh xe, hư bình, thay một lần cũng vài triệu bạc. Nếu như bản thân mình, đây là của mình, bản thân mình sẽ biết tiết kiệm không? Nên bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ nha quý vị. Nó chùa chiền đông như vậy, tưới cây cũng vậy, không phải mình để cái vòi nước mình để chảy thí đại, chảy ngay cái gốc cây mình để hoài vậy đó, cho chảy thoải mái luôn. Không có được như vậy đâu. Giờ rảnh là tưới một chút, chứ không có được bắt nước mà để cái vòi nước ngay cái gốc cây để cho nó chảy hoài vậy đó. Cái tâm này của quý vị một ngày nữa bị sanh đến nơi không có nước uống. Con người mà khi thiếu phước không có ở được cảnh có phước đâu. Mình ở cái cảnh có phước bình an, mình cảm thấy nó tồi túng khi vị đã thiếu phước. Giống như có hai cô trong chùa, đang ở trong chùa tu bình yên, có con ở bên kia Bảo Tát, tự nhiên đùng cái hai cô nắm tay dẫn nhau đi về nhà. Bây giờ mẹ nói chồng sớm cười chê, gia đình không chấp nhận, khổ vô cùng. Các thấy không? Khi ở trong chùa mà không biết tích phước là cái nơi bình an nó chuyển quý vị đi đến cái nơi bất an. Nó khiến như vậy đó. Mà mình tự diệt cái phước duyên của mình. Nước uống thì mình hứng đủ nước mình uống, chứ không được uống mà hắt bỏ. Nói người ta lọc nước cũng cực, người ta xách nước người ta đem đến nơi cho mình uống cũng cực. Còn vòi nước thì mua quá trời luôn, cả cửa nẻo nhà sinh gì đông người, mình đóng có nhẹ nhàng mà đóng bể cửa chứ không phải mua cửa thay. Đèn điện đồ mình xài mà mình lúc nào không cần mình tắt. Mình xài phước quá tùy tiện thì mình sẽ hết phước, cảnh giới của mình sẽ bị thay đổi, khổ lắm đó. Nên người ta thông báo như vậy đó.
Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tại sao cái nhân địa của Pháp Tạng Tỳ Kheo thù thắng cái quả địa ngày dữ dằn gì? Phật A Di Đà lúc cả ngày còn nhân địa niệm niệm gì người, nhưng bản thân của mình thì biết tích duyên tích phước, chứ không phải niệm niệm gì người mà phí phạm. Dù cho người ta xài cũng đừng để phí phạm. Mình cho người ta xài mà phí phạm, ai cũng hết phước rồi còn phước đâu xài, thấy không? Nên á, cả tưới cây cũng phải tưới ngay gốc cây nhẹ nhàng, không phải xối nó đại xuống cầm xích vô để cho phân bò rồi nó trôi sạch đất đồ trôi hết, cái cây nó chỉ còn như cái gốc không, rồi không đủ sức để phát triển. Mình tưới cây mình cũng phải có tấm lòng nữa. Như bản thân mình mà lấy nước mà xịt vô người mình cũng đau, thì giờ mình lấy nước mình xịt vô gốc cây, gốc cây nó cũng đau, đất nó xói hết, phân đồ trôi đi hết, cây từ từ không phát triển được, nước hao mà lại không đúng mục tiêu. Nên mỗi việc ở trong ngôi Tam Bảo đây là cái sự nhắc nhở rất là sâu sắc. Nhiều nơi bây giờ người ta không có nước uống rồi đó. Mình thì phí phạm nước, xói nước, ào. Mình ở trong đây, mình đi tu thôi, đồ đạc mình đâu đến nỗi dơ quá. Cả mình mấy cái xà bông mình giặt mình cũng mấy ít nữa. Vì đây là giữ phước cho mình, xà bông là của Tam Bảo. Mình đừng có nghĩ mình hốt xà bông mình để đại vô. Xà bông nhiều rồi mình phải xả nước nhiều thì hao nước. Đồ mình không dơ gì mấy, nhắm miếng xà bông ít ít thôi, đâu có dơ bao nhiêu đâu. Như những đức ở đây bây giờ, đồ như đức bận chưa dơ gì mấy, đừng có giặt. Vì những đức có làm gì nhiều đâu, còn đồ những đức nấu ăn thì một ngày giặt một lần, tới chiều luôn mới giặt. Còn đồ bận thì từ hôm nay có chừng những đức hai ngày mới thay. Vì những đức không có bận mấy cái đồ nó dơ quá thì không được giặt. Giặt thì xả nước hao cũng là tổn duyên tổn phước của mình, tích phước. Nhiều người ta không có nước uống, mình lâu lâu mà cúp nước một bữa thì thấy dơ nhà vệ sinh cỡ nào chưa. Thí dụ như mình đi vô nhà vệ sinh, cái bồn nước mà chữ là để đi cầu, còn khi mình đi tiểu mình múc chừng 2 ca nước dội cũng thấy sạch rồi. Còn nếu mà mình vô mình đi tiểu xong mình nhặn, đi tiểu xong mình nhặn, cái bồn nước nó rất là nhiều nước, sự sai đó cũng là rất sai phí phạm rất nhiều. Đi tiểu mình bưng ca nước dội, đi cầu mình mới dùng tới cái bồn nước mà người chăn vô nhà cầu. Còn quạt đồ nó kia xài xong nhớ ra ngoài thì tắt, đèn đâu thì tắt. Nên bố trí cho người chỗ đông người, quý vị, có người mình lạ lắm, nghĩ là của người ta, của đâu, của Tam Bảo, của chùa, không cần quan tâm đâu. Nhưng không biết đây là mình xài phước của mình. Nên mình mỗi đêm chùa bố trí người, khi cái giờ mà đi ra hết đi tu phá cửa, mỗi một vị trí đặt để phá cửa của các khu, khi người ta xuống hết là mình phải đi gạo một vòng xin quanh phòng. Có cái gì cần tắt điện, tắt đèn, tắt nước, gạo một vòng mình làm việc đó, đỡ đi cái sự phí phạm của con người. Phải bố trí vậy đó. Mình có phước á, mình xài, nhưng nhớ câu nè, hưởng phước bất khả hưởng tặng. Hưởng tặng phước rồi mình đi ăn mày cũng không ai cho. Có người tu mà chuyển qua cảnh giới càng ngày càng thấp là do gì? Mình phí phạm, xài phí phạm. Phước nó thiệt là dày, nó xài cũng bị tổn bớt nhưng còn nhiều. Phước mình rất là mỏng, mình xài cái sạch luôn thì chuyển cảnh giới mình khổ đau. Nên mỗi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Mình là người nghe đạo biết tu, tích phước là cái rất quan trọng. Nên trong nhà Phật nó là phước huệ. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về nước cực lạc được. Nên mỗi người chúng ta phải biết tích phước. Tích phước là cái rất quan trọng để cái cảnh giới mình được bình an. Nên mỗi cái mình xài trong ngôi Tam Bảo, đồ ăn thức uống cũng vậy, rau người ta cúng dường cũng vậy, cái gì cắt gọt được sử dụng thì cắt gọt, tích lũy. Ăn uống cái gì ăn no là được, đừng nên ăn quá, ăn phí phạm. Nên những đức hợp, những đức nói món đồ ăn này làm vậy thôi, đừng có làm tùm lum. Họ ăn họ nhìn, bắt ép họ ăn. Họ ăn họ nhìn, bắt ép họ ăn, bắt họ phải ăn hết, không hay. Nên
mấy cái món mà ăn mà mình để ý, cái người ở trong vị trí ngồi bàn ăn để ý, người nấu ăn cũng để ý, ăn no được rồi, đừng nên ăn phí phạm. Cái gì không cần ăn thêm đừng có ăn làm chi mất công. Mình mong cái phước này, mình hồi hướng cầu nguyện cho chúng sanh có phước để hưởng. Phải có cái tâm đó đó quý vị. Đó. Mình ở cái cõi này mình hưởng không bao lâu đâu, nên mình gieo cái phước duyên. Cái nguyện của mình là ở thế giới cực lạc. Hưởng thụ ở đâu là thù thắng nhất? Thế giới cực lạc. Hưởng cái thế giới cực lạc mới thật sự thù thắng nhất. Ở đây mấy mươi năm hưởng cái gì? Nên đi đến đây cái cuộc đời chúng ta may mắn thay chúng ta tu duyên tu phước. Tu duyên tu phước cho nó dày. Cái nhân địa mình tu cho dày để cái quả địa mình thù thắng. Mình muốn mình ở thế giới cực lạc thì mình phải tu nhân địa này tốt. Nó chủ nhật tuần này nè, thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư được nghỉ lễ đó. Cơ hội mà được đi đến chùa mình tu tập. Những đức nói rằng tập trung người tu cho đông để cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt đi. Như đọc cho quý vị nghe cái tờ giấy mà người ta niệm niệm Phật, tin Phật, Bồ Tát mà cảm ứng nè. Cảm ơn Như Đức nè. Con cảm ơn Thầy đã giúp con tin sâu vào Phật Pháp. Năm ngoái lại 3.000 lại. Trước một ngày đi lại con bị đau lưng, đau mà con không đi thẳng lưng được luôn. Con nghỉ làm và xuống bệnh viện khám thì bác sĩ nói con bị đau dây thần kinh liên sườn, không được vận động mạnh, đi lại hạn chế thôi. Con cầm tờ xét nghiệm siêu âm trên tay mà con buồn lắm. Về nhà thì mẹ chồng và chồng con và các cô con khuyên đau như vậy thì đừng đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vì lại tới 3.000 lại chắc chịu không nổi đâu. Nhưng Thầy ơi, con quyết định không uống thuốc và con khẳng nguyện với mẹ Quán Thế Âm gia hộ cho con để con đủ sức khỏe để đi lại. Thì khi lại con cũng có bị đau lưng nhiều và bị ra huyết nữa. Thầy ơi, con quyết định không bỏ cuộc. Khi lại xong 3.000 lại, con nguyện với mẹ Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con được ăn chay trường. Và khi về nhà con đã trường chay được mà cảm ứng nữa là về tới nhà con không còn bị đau lưng gì hết, khỏe mạnh như bình thường luôn. Thầy ơi, con vui lắm, hạnh phúc và biết ơn Thầy lắm. Thì thấy rằng là sự cảm ứng khi tin vào Phật Bồ Tát. Nên như Đức thường khuyên người trong chùa mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi gặp bệnh đau một chút phải gầy dựng. Ấn Tổ ngày nói rằng người niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thỏa mãn còn tiêu nghiệp hết bệnh, thỏa mãn hết được Phật A Di Đà, tiếp dẫn dạng sạch. Mình phải gầy dựng chứ quý vị, phải gầy dựng. Nên các điểm chùa để ý chỗ này. Khi mình chùa có người yếu, mình hộ niệm cho người ta, phát tâm chân thật nhiệt tình hộ niệm cho người ta, đó là gieo nhân mình được hộ niệm nhiệt tình đó. Vô hộ niệm thì phải niệm cho ra tiếng rõ ràng đàng hoàng, phấn chấn niệm Phật. Bây giờ từ hôm nay tất cả các điểm chùa mình hộ niệm, mấy anh em sắp xếp giùm những đức là mỗi thời khóa chỉ một tiếng đồng hồ thôi, vì đảm bảo sức khỏe cho các cụ. Vì các cụ được đặt trách vào cái vị trí chuyên hộ niệm, chuyên hộ niệm khi có người yếu mình cần hộ niệm, thì mỗi một ban hộ niệm chỉ dùng một tiếng thôi. 4 ban thì 3 tiếng quay lại vừa rồi, nhưng đảm bảo được cái sức lực cho các cụ hộ niệm người ta niệm phấn chấn lên. 1.5 tiếng rất là dài. Các anh em ngồi đi rồi sẽ thấy mình trẻ đó mà ngồi còn đau lưng. Mỗi một ban hộ niệm chỉ 1 tiếng thôi để có cái lực niệm và cũng vừa sức mình. Niệm lâu, một là ngủ gà ngủ gật, hai là không có lực niệm, thất bại dữ lắm. Nên các mấy anh em sắp ban hộ niệm, khi nghe những đức nói câu này, bố trí xuống sắp xếp ban hộ niệm y rang như vậy. 4 ban chia ra 4,
3 tiếng quay lại ban thứ nhất lại, ban 1, ban 2, ban 3, ban 4. Thì 3 ban là 3 tiếng quay lại ban đầu, 3 ban là 3 tiếng quay lại ban tiếp tục. Cứ gì mà sắp xếp, người ta sẽ có sức khỏe để hộ niệm và nhớ kỹ. Lâu lâu mình bị cảm sốt nè, mà gió chút mình đã chịu không nổi à, đóng cửa mình còn lạnh. Vì gió đây là từ ở trong tâm mình, từ cái thân tứ đại này nó vung ra. Nên khi một người bệnh đau yếu gần chết, đang hấp hối, mình đang hộ niệm cho người ta, kiếm cái quạt nào quạt nhẹ nhàng ngay cái người đang ngồi niệm Phật cho họ mát. Còn cái người mà nằm kia thì mấy anh em nên tắt cái quạt thổi ngay họ, vì họ gằn mắt mà gió thổi họ sẽ đau đớn như xé thịt xé gan. Mấy anh em biết rằng tứ đại đất nước gió lửa, khi chúng ta cận tử nghiệp giống như đất sụp, gió như bão tố, nước như là sóng biển, lửa cháy như là núi lửa cháy lên như thế. Từ nơi đó mà cái quạt thổi ngay họ rất là nguy hiểm. Thêm cái nữa là khi mình ngồi niệm Phật lễ Phật phải cách xa họ ra khoảng 2 thước, đừng nên sát bên. Thôi mà cái hơi thở của mình, động tác của mình thì đã làm cho họ dễ sân si, mà sân mà chết thì đọa địa ngục liền. Hết sức cẩn thận. Lúc họ yếu là có, mỗi một bên chùa có cái điệu khai thị của những đức một đoạn ngắn, có cái máy thường cho họ nghe. Khi họ vừa mắt cho họ nghe công đoạn đó một chút một tí thôi, rồi xong niệm Phật, niệm Phật xong một tiếng đồng hồ hồi hướng cho họ nghe thêm lần nữa, cho linh thức họ nghe, họ biết họ đã chết rồi. Xong rồi từ đó là sao cứ niệm Phật luôn. Giống như đoạn khi người ta vừa mắt mình phải khai thị nhẹ cho người ta một cái, nói vài câu. Xong khi một tiếng đồng hồ nói thêm mấy câu nữa rồi xong. Từ đó về sau 24 tiếng đồng hồ niệm Phật luôn xuyên suốt cho họ. Cứ như vậy mà làm, khỏi dòng do tâm quắc gì hết. Vì thời gian những đức hộ niệm cũng sắp xếp ban hộ niệm, nuôi người già đức kinh nghiệm lắm. Nên như đức thường nói các cụ trong chùa, khi còn khỏe như đức nhiệt tình, như đức lo nhắc nhở cụ hết rồi đó. Khi tới tuổi già, khi gần yếu gần mắt, những đức bố trí như vậy các cụ phải nỗ lực lên. Nên cuộc đời của người mình gần hết cuộc đời, đã dành trọn cuộc đời mình cho gia đình người thân rồi. Bây giờ đến lúc các cụ tuổi già này, các cụ phải lo niệm Phật đó. Các cụ không tính nguyện niệm Phật thì các cụ gán chịu. Cuộc sống chùa chiền trên hòa thượng sẽ chùa kế như đức lo hết rồi. Cái gì cũng lo hết, cái gì cũng sắp xếp sẵn hết rồi. Các cụ không nỗ lực niệm Phật là các cụ gán chịu, các cụ đừng có trách. Chứ bây giờ nói khi chết rồi, bây giờ vô khai thị dòng do tâm quắc nữa. Lúc còn sống đây nói không chịu nghe, không nỗ lực đâu. Lúc chết rồi nói cái gì đây. Nên nhà đức bố trí hai điểm đó, là khi lúc vừa mở mắt con cộng đoạn, nhà đức nói ti ti, họ niệm xong một tiếng đồng hồ bật lên nhà đức nói ti ti nữa rồi xong. Từ đó về sau cứ niệm Phật xuyên suốt 24 tiếng, các cụ cứ nương vào đó để cầu sanh cực lạc. Còn không chẳng sanh đó là chuyện của các cụ, mình hết lòng rồi quý vị. Công việc nhà đức rất nhiều, nhà đức bố trí đâu vào đó hết rồi. Nó nên nhắc toàn thể đại chúng phải gây dựng tín nguyện niệm Phật, và phải biết giữ phước duyên của mình, phải biết gieo nhân chân thật để quả đến với mình chân thật. Nó mỏi mặt những đức đều nhắc nhở hết rồi đó, để mỗi người tu tập ở trong chùa biết tu duyên tu phước, biết giữ phước duyên của mình và gây dựng tín nguyện. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, an như là Phật. Mỗi ngày chúng ta gặp bao nhiêu cái khổ ở cuộc đời này thì nghĩ lời Đức Phật dạy rất đúng. Đức Phật nói rằng thời cuộc ăn đắng uống độc. Rõ ràng luôn quý vị. Như đức coi một công đoạn này quý vị, quý vị nhớ, đây là coi xác thực luôn. Nhiều nơi người ta làm việc như vậy, họ ta quay ở trên thành phố, những cái vùng ở ngoại ô, người ta làm xong người ta đưa ra để mà chỉ cần cầu có lợi ích, không cần suy nghĩ đến độc tố gì hết. Rau muống quý vị, họ bào và rau muống bị vàng,
bao ra họ chỉ cần pha miếng nước mà nước xanh lè xanh lét, quý vị chúng có muốn vào một cái trong vòng 10 giây mười mấy giây thôi, và rau muống này quý vị nhìn như rau muống tươi xanh luôn. Và họ đem rau muống này họ đi rải bỏ cho rất nhiều nơi quán ăn để cung cấp cho người dân. Coi một cái đúng là kinh hồn quảng vía. Cái nơi mà họ trồng có muống thì biết đó. Cái nước xanh xanh đó, họ trụng nó làm một cái đường rầy theo vị trí rau muống mà trồng thì nước đó nó chảy xanh lè xanh lét, họ quay lại luôn, đáng sợ thiệt. Quý vị coi, có người có thể chỉ cần kiếm tiền thôi bất chấp sức khỏe người khác. Những đức nói cho quý vị nghe, nếu như một con người mà làm việc hại người khác để trục lợi thì quý vị cũng không bao giờ tồn tại đâu quý vị à. Không bao giờ tồn tại đâu. Cái tội lỗi lớn nhất, nặng nề nhất là tổn hại đến sinh mạng. Nên trong nhà Phật năm giới, giới đầu tiên là cấm sát sanh. Tổn hại đến thân mạng, đó là tội lỗi nặng nhất. Nên làm một cái việc gì mà lợi ích cho cá nhân mà bất chấp tai hại cho người khác, đây là tâm rất ác, tâm cực kỳ ác. Nên trong cái thời cuộc này Đức Phật đã nói rằng ăn đắng uống độc, cả đồ chay mà họ còn giả mặn, họ còn để đồ mặn vào, trả đồ họ làm đồ mặn cho mình ăn ngon để mình mua cho nhiều. Vì coi, họ không ăn chay được, người ta ăn chay mà họ để đồ mặn vào cho người ta ăn, cũng vì tiền bạc vật chất lo cho vợ, cho chồng, cho con mà họ bất chấp tội lỗi. Nên trong kinh Du Lan Đức Phật nêu lên không màng tội lỗi bị giam bị cầm, chỉ cần làm lợi ích thì cha mẹ không có màng tội lỗi bị giam bị cầm. Kinh khủng không? Nếu như chúng ta hiểu Phật pháp sâu sắc thì bản thân chúng ta không dám làm điều này, vì làm điều này đáng sợ quá quý vị. Không dám, chắc chắn quý vị không dám làm. Nên mỗi người phải có góc độ cực kỳ sâu sắc để nhận thức được tinh sâu nhân quả. Nên Phật pháp nếu quý vị nghe thật là kỹ, quý vị sẽ không dám làm điều tội lỗi. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Nhưng những việc mình làm tội lỗi mà mình có tiền bạc vật chất là do phước trong mạng mình có. Nhưng cái làm của mình đã làm cho mình mất đức, mất phước. Cuối cùng bản thân chúng ta phải gặt hái nhiều cái khổ đau trong cuộc đời. Nên chúng ta sống trong cái cõi này, trong cái thời cuộc càng ngày con người càng khổ. Dù là nhìn giống như cuộc sống chúng ta rất phồn hoa, nhưng cuộc sống con người càng ngày càng khổ. Thì bị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi, con người càng ngày cũng như một bộ máy vậy, làm việc càng ngày quằn quặt làm cả ngày. Có những con người quý vị biết rằng họ không bao giờ có được niềm vui, họ không bao giờ có những giây phút rảnh rang nghỉ ngơi được cái tâm. Nên tổ sư nói câu rằng con người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Cả cuộc đời hy sinh vì gia đình, đến khi tuổi già còn có khi bị bỏ rơi. Đúng là quá thấy thảm cho cuộc đời của người chúng ta. Nên Đức Phật nói rằng ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết, chỉ có cực lạc vui vui chẳng nghĩ bà. Vì bị không chịu một chút thiệt thòi vì bị gầy, bị la, bị nói. Vì bị đừng bao giờ kể công với họ, vì bị có lo cho họ cỡ nào, họ vẫn đối xử tệ với mình. Vì bị đừng nên buồn trách họ làm gì. Quý vị hãy vui trả cái quả báo thế gian, để quý vị chân thật niệm Phật để cầu cái quả báo ở Tây Phương Cực Lạc. Nếu như quả báo thế gian này mà không trả thì tam đồ ác đạo chúng ta có phạm. Nếu như quý vị giúp cho họ, lo cho họ, nhiệt tình với vợ, với chồng, với đệ tử, với chúng, nhiệt tình nuôi, nhiệt tình lo, nhưng chúng ta lại sân si khó chịu, chúng ta lại kể lể với họ tại sao tôi đối xử với quý vị như vậy mà quý vị đối xử với tôi như vậy. Hoặc chơi với bạn bè nhiệt tình, bạn bè lại chơi với mình giả dối, bản thân chúng ta tức tối lên. Quý vị ơi, Đức Phật đã dạy rằng cái cõi này là đấu tranh kiên cố, hơn thua kiên cố, giành giật kiên cố, nhiều thứ đặt vào kiên cố, khổ đau kiên cố, đời đời kiếp kiếp. Nên chúng ta nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc thì phải vui vẻ trả cái quả báo của thế gian, gây dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Thì đây là cái quá hay.
quá đặc biệt luôn. Quý vị nghe những điều chia sẻ này, quý vị trong lòng quý vị buồn trách làm gì? Quý vị nói quý vị quá nhiệt tình mà. Quý vị nhiệt tình nhưng người ta đối xử với quý vị rất tệ. Quý vị có tin nhân quả hay không? Có khi bản thân của mình trong đời kiếp nào mình đã đối xử với người ta cũng như bây giờ người ta đối xử với mình rồi sao? Nên Đức Phật trong kinh nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Bản thân của mình học Phật là phải tin sâu nhân quả. Khi một con người đã tin sâu nhân quả đến mức cực điểm thì quý vị sẽ ít buồn vô cùng. Nên buổi Chủ nhật những Đức nói cái câu nói Tốt. Muốn như thế nào cũng được, nhân quả phải tin. Họ muốn làm ác, đó là chuyện của họ mà. Họ cầu lợi ích thôi, mặc kệ sinh mệnh người khác. Họ thích như vậy mà quý vị. Vì bản thân của họ không nghe được định luật nhân quả, họ phải làm như vậy. Nên mỗi một con người chúng ta thường là như thế nào? Còn khỏe thì không ôm chân Phật đâu. Đến khi te tua thả tơi chúng ta mới muốn ôm chân Phật. Nhưng đó cũng còn có cơ hội. Có những người đến khi gần chết vẫn không bao giờ giác ngộ được. Nên Đức Phật nhắc nhở rằng thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Thân người rất khó được mà nay đã được, Phật pháp khó gặp nay đã gặp. Nhưng chúng ta lại không tin, không tiếp nhận, không áp dụng, để luống qua một đời đi qua. Cuối cùng cuộc đời mình đi về đâu đấy? Đi đọa lạc tiếp tục. Mình vừa ra khỏi địa ngục, người ta chúc mừng mình. Chưa được bao lâu mình đã đi vào địa ngục nữa rồi. Nên chúng ta đi về đâu, chọn lựa đi. Chúng ta gây dựng tín nguyện, chúng ta chịu thiệt, chúng ta vui vẻ trả nợ, chúng ta gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tự quý vị chọn lựa đi. Như câu chuyện nghịch duyên đó, dù nghịch cảnh nghịch duyên, người ta vẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc, nên người ta mới được sự thành tựu như vậy. Nếu như mình trong nghịch cảnh nghịch duyên mà mình bực bội, mình tính toán so đo với họ, thì bản thân chúng ta tiếp tục vẫn là chúng sanh trong tam đồ. Quý vị muốn mình là chúng sanh ở tam đồ hay là chúng ta ở cực lạc Tây Phương? Chọn lựa đi. Chúng ta nói mình bị áp bức quá, bị tức tối quá, chúng ta bị đè đầu cỡ cổ quá, nếu như chúng ta cũng đi đè đầu cỡ cổ họ thì chúng ta cũng như họ đi vào tam đồ ác đạo, cùng nắm tay nhau đi xuống tam đồ ác đạo. Nên chúng ta có góc độ giải thoát. Đã là nghĩ mình ở thế giới Tây Phương cực lạc thì tâm lượng nên mở rộng ra. Nên tất cả các cô, các chú nghe đạo nhớ kỹ, đừng bao giờ kể lể với họ mình nhiệt tình như thế nào, mình chân thật thật như thế nào. Kể thì kể, nếu giác ngộ được họ thì kể, còn kể mà họ vẫn chơi chơi thì thôi tùy duyên. Chúng ta cũng đừng nên nặng nề trong tâm làm gì. Tại vì mình nói, cả càng nói đã nói rồi, họ vẫn không có cảm giác gì thì chúng ta nên khổ đau làm gì. Vui trả nợ, chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có khi sanh con ra đó mà con lại nghe lời vợ nó chửi mắng mình, không cần ngó ngàng đến mình, bản thân mình cũng tức tối vô cùng. Mình chửi: tao sanh mày, biết gì tao sanh trứng gà trứng vịt ăn còn ngon hơn. Đừng nên nói như vậy làm chi. Trách nhiệm của mình đã tạo ra thì bản thân mình cứ lo. Nhưng khi nó đã lớn rồi thì kệ nó, để cho nó tự lo. Nếu cái góc độ mình nhìn nhận được như vậy thì quý vị tu học lợi ích lớn vô cùng. Khỏi cần phải kể lể công cán gì với họ. Người hiểu thì khỏi cần kể, họ cũng hiểu. Người đã không hiểu thì chúng ta có kể cũng bằng không. Lỗi lầm một phần rất lớn do ta, vì khi sinh ra ta cũng không khéo dạy nó. Nên để cho cái cây này đến lúc to cứng à, bây giờ muốn bẻ lại bẻ cũng không được. Nên cái câu người xưa nói rất là hay: dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Nên quý vị biết dẫn con mình đi đến ngày Chủ nhật thứ bảy Chủ nhật để tu tập, đó cũng là cách uống nắng họ để tốt đẹp. Năm nay mùa hè, chùa chúng ta mỗi bên chùa đều rất là đông, đạo tràng ba Đại Tùng Lâm rất là đông. Năm ngoái thì các giáo nam khắp nơi nơi được về chùa để ở trong mùa hè.
Năm nay chỉ có bên hộ pháp, các cháu nữ được về chùa, được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Còn tất cả các cháu nam bên kia đầy kính không ở được. Quý vị biết rằng cái tác hại của các cháu nam rất là lớn. Khi các cháu về chùa, cái mà các cháu không ngoan hơn các cháu gái. Con gái gì đó quý vị, mà cỡ nào cỡ nó vẫn biết sợ. Còn con trai không đơn giản quý vị à. Nên tự các cháu làm đoạn duyên đoạn phước của chính mình. Mùa hè bây giờ nam không nhận được, quý thầy đều bên kia. Một phần là không có chỗ ở, một phần quý thầy đều nói rằng các cháu nam gì các thầy chịu không nổi, không quản lý được, nghĩa là cũng chịu thua. Còn nếu như cho nam cho nữ ở chung thì càng bó tay hơn nữa, tác hại càng lớn hơn nữa. Chùa mình trong khi một ngôi chùa chiên niệm Phật, nuôi người già, các cháu nam về nào là làm đủ trò đủ chuyện, không ai chịu nổi. Rồi thêm một cái bây giờ hút thuốc điện tử, đem cả vô chùa làm đủ chuyện phiền phức, quý thầy không quản lý nổi, chịu thua, bỏ tài. Quý vị thấy không? Phước duyên hết, không được có cơ hội gần Tam Bảo. Nên các bé gái nếu còn ngoan được, về hộ pháp những đức dẫn cho ở trong mùa hè. Còn nam chịu thua, bỏ tài. Thông báo rất rõ ràng, đi khắp nơi nơi. Các bạn nữ khi mùa hè còn được về hộ pháp, còn các cháu nam chỉ được đến ngày thứ bảy chủ nhật rồi xong đi về trong mùa hè. Phải nhớ kỹ. Vì sao? Vì các điểm chùa bên kia, một là quá đông, hai là quý thầy quản lý không nổi. Mấy thằng cha không nói được, không quản lý được, nên chúng ta chịu thua. Nên từ nơi đó mà quý vị bây giờ sanh con ra, quý vị cũng bó tay với con quý vị luôn. Thấy nít bây giờ nó hư quậy kinh khủng, chịu không nổi. Nhìn cái thời cuộc gì, đúng là khổ không thể nào nói hết. Nên mong quý vị cố gắng niệm Phật để quyết chí về thế giới cực lạc. Muốn hết khổ chỉ có về cực lạc, muốn độ được người thân chỉ có về thế giới cực lạc. Nhớ gây dựng tín nguyện niệm Phật nghe quý vị, để chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.